trong cái thời điểm lịch sử, cái khoảnh khắc lịch sử tôi rất là tôn trọng. Thì đưa thêm những thông điệp liên quan đến hình ảnh về văn hóa, đó là hoa mộc lan và hoa sen. Đấy là hai hình ảnh mà gắn với hai quốc gia. Ba bức tranh thì mọi người nhìn thấy cái màu sắc ánh sáng rất sáng sủa và mang thông điệp hòa bình cho tất cả mọi người.